Hello, Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2017. Thành Luân trân trọng giới thiệu quý vị chiếc tủ tre hàng thửa của Thành Luân chúng tôi, bệ đực tứ linh và lèo mai điểu, hàng được hoàn thiện oánh sáp theo yêu cầu của một khách hàng ở Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chiếc tủ chè này chúng tôi đang trưng bày tại cơ sở 1 của Đỗ Thành Luân, chúng tôi chuẩn bị bốc hàng lên xe để đi bàn giao cho khách hàng Phúc Yên. Cái bệ này chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Bệ này là bệ được tứ linh, rất chi là tinh xảo và sắc nét. Trong video clip này chúng tôi chỉ giới thiệu sơ qua một chút, và quý khách nào có nhu cầu có thể về trực tiếp Thành Luân chúng tôi để chiêm ngưỡng các cái sản phẩm tương tự này. Đây là cái lèo mai điểu đây, đường nét được chạm vào những nghệ nhân được chạm rất chi tinh xảo và đẳng cấp. Văn Vương Cầu Hiền, Đồng Quốc Thành Luân xin trân trọng cảm ơn. Bây giờ chúng tôi phải xuất phát rồi, thì cũng đến giờ khách hàng cũng dùng rất nhiều rồi, thì chúng tôi phải cho hàng lên xe để đi bàn giao cho khách hàng Phúc Yên. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn, xin chào người khách trong video clip sau.